các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Là mình đây, Phú Trần. Tiếp tục là series Tech Q&A hỏi nhanh đáp gọn số thứ 19. Và bắt đầu từ series này trở đi, mình sẽ có những câu hỏi nó nhiều hơn một chút nhá. Mình sẽ trả lời nhiều hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì có những câu hỏi mình sẽ trả lời một cách nó chi tiết, có những câu hỏi thì mình trả lời một cách ngắn gọn thôi, để các bạn biết rõ hơn. Ok chưa? Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Tâm. Mọi người cho mình hỏi, giữa iPhone XR 6 củ 7 và iPhone 8 Plus 5 củ rưỡi thì nên chọn máy nào để chơi game Liên Quân mượt lâu dài? Với hai chiếc máy này thì nó chỉ cách nhau tầm khoảng 1 năm thôi. Chip iPhone 8 Plus là Apple A11 Bionic, còn iPhone XR là Apple A12 Bionic. Chơi Liên Quân mượt thì máy nào chơi cũng mượt cả. Chỉ là iPhone 8 Plus khi chơi không có sò lạnh thì các bạn chơi nó khá là nóng. Hội tụ yếu tố chơi Liên Quân mượt và lâu dài thì chắc chắn iPhone XR sẽ mượt và lâu dài hơn. Về ngôn ngữ thiết kế mà trước hai máy này hoàn toàn khác nhau. iPhone XR là tay thỏ, này gọi là tay trâu chứ nhỉ? Cái thời điểm đấy mình gọi là hay gọi là tay trâu. Hai máy này chơi nhau tầm khoảng 700.000, nếu bạn có kinh tế thì cứ up lên hẳn iPhone XR chơi game cho lâu nha. Sang gọi tiếp theo có bạn XCV FC, ủi nhiều tên quá. Anh ơi, em sắp mua Realme GT5 IT rồi, cho em hỏi trong tầm giá đấy có con nào ngon hơn không? Không nha, Realme GT5 IT 1200i để chơi game, để chụp ảnh, để xem phim giải trí và có màn hình nó vừa phải thì ok luôn, best choice. Tiếp tục sang khỏi tiếp theo của Sơn Nguyễn. Anh ơi, giờ em có 8 triệu thì nên mua máy nào chơi Liên Quân max setting, không giật lag, yêu cầu camera ngon ạ? Tầm máy này mà cả có cả camera ngon nữa thì mình đang nghiêng nhiều hơn về Realme GT Neo 3. Đây là một chiếc máy mà mình nói khá là nhiều trong cái series hỏi đáp của mình, thì mình cũng không cần nhắc lại quá nhiều nhá. Ảnh trên Realme GT Neo 3 ngon, chip khỏe, Dimensity 8100, bạn hoàn toàn thể chiến game tầm khoảng 4 năm thoải mái luôn. Không giật lag, Realme UI trên GT Neo 3 thì tuyệt vời rồi, không phải lo về khoản đấy nha. Bạn có yêu cầu thêm Liên Quân max setting, GT Neo 3 hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Kể cả thời điểm này, bạn chơi Genshin Impact max setting hoặc là mức trung bình đều tẹt luôn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Xuân Mẫn. Anh ơi, tầm khoảng 20 triệu trở xuống thì nên mua gaming phone nào ạ? Numia Red Magic 7S Pro, best choice. Thực ra thì giữa Numia Red Magic 7S và Numia Red Magic 7S Pro thì nó có sự khác nhau nhưng mà không quá nhiều. Thứ nhất, về camera trước, Red Magic 7S Pro sẽ là cam ẩn, còn Red Magic 7S thì không. Cái thứ hai, về công nghệ tản nhiệt, Numia Red Magic 7S Pro là ICI 10.0, còn 7S chỉ là 9.0 thôi. Thì chắc chắn rồi, 7S tầm khoảng 14 triệu, 15 triệu mà chơi game nó mát như thế, bật quạt mát như thế rồi, thì không có lý nào mà bạn chơi game dưới 20 triệu mà có gaming phone nó ngon như kiểu Red Magic S Pro thì tuyệt vời luôn, mua nha. Chúng ta cùng sang một câu hỏi cuối cùng của bạn Châu Bảo. Bây giờ em có 9 triệu, em đang phân vân giữa Realme GT2 và Redmi K50, theo anh thì nên mua con nào để chơi game tốt ạ? Đây là hai chiếc máy mà mình cực kỳ thích ngoài Realme GT Neo 3 ra. Thực ra các bạn thường nghĩ Snapdragon 888 chơi game nóng đúng không? Còn với ở trên Realme GT2, bọn mình cũng có cái video test lại hiệu năng trên Realme GT2 mới gần đây thôi, hôm qua hôm kia gì đấy, thì các bạn có thể xem lại nhá. Nói chung là mình không hiểu lắm, khi mà update sang một cái phiên bản Realme UI mới nhất thì cái hiệu năng ở trên Realme GT2 nó lại bị bóp các bạn. Không hiểu luôn, thực sự mình không hiểu luôn á. Dimensity 8100 trên Redmi K50 nó cũng ngang so với lại Snap 888 thôi. Và mình thấy hiệu năng Dimensity 8100 ở trên Redmi K50 mình thấy chấp nhận được nha. Chơi game Genshin Impact ở mức max setting này, ở mức trung bình, PUBG mượt cực độ các kiểu luôn thì vẫn ok. Ở thời điểm này, Châu Bảo hỏi mình máy nào chơi game ổn hơn thì Redmi K50 chơi game ổn hơn rồi. Còn về các yếu tố khác nhá, mình cũng muốn bổ sung thêm một chút để làm sao bạn có lựa chọn hợp lý. Về màn hình, Realme GTI trang bị tấm nền AMOLED 120Hz, còn K50 là OLED nhưng mà có cái độ phân giải lên đến 2K nha. Thì chắc chắn độ phân giải 2K như thế thì khi bạn xem phim giải trí bật cái độ phân giải 2K lên thì nó sẽ nét hơn so với lại màn hình Full HD cộng. Nói chung, để lựa chọn một chiếc máy nó toàn diện nhất trong hai con thì mình sẽ chọn Redmi K50, pin châu hơn, màn hình ok hơn này, đó, chụp ảnh thì cũng ngang nhau thôi. Hiệu năng thì Redmi K50 thì nhỉnh hơn một chút. Đó, vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Ngoài ra các bạn có câu hỏi gì thêm cứ để lại comment bên dưới nhá, mình sẽ trả lời dần cho các bạn. Và dự kiến sắp tới thì mình sẽ trả lời được nhiều câu hỏi ở trong một video hơn, bởi vì mình sẽ đi sâu hơn những câu hỏi mà cần trả lời nhanh thì sẽ trả lời nhanh. Ok, rất mong các bạn ủng hộ cho mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.